Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ lên án Trung Quốc ngay khi vừa đặt chân đến Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tránh mặt. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến những hình ảnh đó là việc Trung Quốc liên tục đưa tàu vào xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế. Và Việt Nam dường như suốt 4 tháng qua không thể làm gì đối với những người những chiếc tàu của Trung Quốc này và không thể bảo vệ được chủ quyền của mình trước cái việc Trung Quốc thăm dò ngay trong vùng đặc quyền của mình. Và ngay ngày hôm nay khi vừa đặt chân đến Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã lớn tiếng lên án Trung Quốc. Và đây là những thông tin mà báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên án Trung Quốc ngay trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên. Đây là hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Mark SP bên phải và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Hà Nội vào ngày 20 tháng 11 năm 2019. Ngay trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper hôm 20 tháng 11 đã lên án Trung Quốc cưỡng ép và đe dọa các quốc gia châu Á nhỏ hơn nhằm áp đặt yêu sách của mình trên Biển Đông. Ông kêu gọi Việt Nam và các nước khác trong khu vực hãy mạnh mẽ đẩy lùi những hành vi này. Và rõ ràng với những tuyên bố như vậy của Bộ trưởng Bộ uh, Quốc phòng Mỹ thì Việt Nam và những nước khác chắc chắn sẽ có những hành động đáp lại việc Trung Quốc liên tục đưa tàu uh, thăm dò và tàu hải cảnh vào xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và bên cạnh đó, giữa Trung Quốc và Việt Nam chắc chắn sẽ phải có sự điều chỉnh trong thời gian tới. Và tại buổi làm việc với Bộ Quốc phòng Việt Nam được cho rằng đã có kết quả mới và rất tốt đẹp cho cả hai bên. Giờ tuy nhiên, các bạn cũng đã biết với những chương trình làm việc quốc phòng thì chúng ta cũng chỉ có thể được biết một số thông tin nào đó nhưng thực tế đã diễn ra như thế nào thì phải có những kết quả cụ thể thì mới có chuyến đi của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ tới Việt Nam như vậy và sau lễ đón chính thức tại Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Bộ trưởng SP đã có cuộc gặp hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Họ đã có một cuộc nói chuyện thật tuyệt vời. Bộ trưởng SP đã tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với quan hệ đối tác quốc phòng với Việt Nam và Hoa Kỳ, ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, giúp ích cho an ninh quốc tế trong khu vực. Đại sứ quán Mỹ cho biết đã trên trang Facebook của mình như vậy. Và với từ nhấn mạnh rất rõ ràng là vững mạnh và độc lập thì Việt Nam có lẽ trong thời gian tới phải có thái độ rõ ràng hơn với Trung Quốc vì không thể dựa vào cùng thể chế chủ nghĩa cộng sản mà Trung Quốc có thể bắt nạt Việt Nam liên tục trong thời gian qua. Và dường như để tiếp tục dằn mặt Việt Nam chớ có gần Mỹ nên Trung Quốc đã vội điều tàu thăm dò Hải Dương 9 lớn hơn rất nhiều tàu Hải Dương 8 trong thời gian vừa qua và lao thẳng vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong suốt nhiều ngày qua và đây là hải trình của chiếc tàu đó đã được nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam ghi nhận lại. Và nếu để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ rằng hải trình của chiếc tàu này đi vào sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, sau đó đi đi xuống phía nam của Việt Nam, bờ biển Việt Nam. Nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam cho biết tàu Hải Dương địa chất 9 vẫn đang tiếp tục đi nhanh xuống phía nam. Trong ngày hôm nay 20 tháng 11 năm 2019, tàu Hải Dương địa chất 9 vẫn tiếp tục đi xuống phía nam. Và lúc này 9 giờ vào ngày 20 tháng 11 năm 2019, giờ Việt Nam, hải dương địa chất 9 đã đi đến một vị trí gần sát mép dưới của khu vực liên kết khai thác dầu khí giữa Việt Nam và Malaysia. Tàu đã bắt đầu đi chậm lại, di chuyển với tốc độ khoảng từ 8 đến 11 knots tức là hải lý, thay vì 14 đến 16 hải lý như trước đây. Như vậy là đến khu vực uh, sát khu vực uh, này thì bắt đầu tàu đi chậm lại. Thì rõ ràng đây là hành động của Trung Quốc gây hấn trong lúc mà bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ sang Việt Nam và dường như Trung Quốc không dừng lại ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò như tàu hải dương 8 lần trước nhưng nó cảnh báo cho Việt Nam rằng là Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục sẽ làm điều đó nếu Việt Nam có làm quá gần với Mỹ. Và Trung Quốc cũng thách thức luôn cả Malaysia khi cho tàu vào khu vực liên kết khai thác giữa Việt Nam và Malaysia trong thời điểm này. Và đây là hình ảnh hải trình cho thấy hôm 20 tháng 11 năm 2019, tàu Hải Dương địa chất 9 bắt đầu đi vào khu vực liên kết khai thác giữa Việt Nam, Việt Nam và Malaysia. Nếu để gần lại thì các bạn cũng sẽ thấy rất rõ những cái lô đã được đánh dấu theo các màu khác nhau thuộc uh, những nước khác nhau đang quản lý và giữa Việt Nam và Malaysia có những lô trồng lấn thì hiện nay tàu của Trung Quốc Hải Dương 9 đã lao vào khu vực này. Và rõ ràng với cái hành động của tàu Trung Quốc thì không có nước nào thuê họ đến đây để thăm dò Malaysia và Việt Nam không ai thuê cả mà đây là việc mà Trung Quốc thể hiện cái ý định rằng nếu Việt Nam quá gần Mỹ thì sẽ gặp những trở ngại rất đáng kể từ Trung Quốc như ta đã thấy trên hình chụp đính kèm hiện nay tàu Hải Dương địa chất 9 đã ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tức là nhiều ngày qua nó đi trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam chúng và đồng thời Đính kèm theo đây là hình ảnh rõ ràng vị trí của tàu Hải Dương địa chiếc 9 vào thời điểm 5 giờ, 7 giờ và 9 giờ của ngày 20 tháng 11 để theo dõi và so sánh. Và bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã đến văn phòng Trung ương Đảng. Tuy nhiên, chỉ có ông Trần Quốc Vượng ra tiếp mà thôi. Còn Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mặc dù vẫn ở Hà Nội nhưng đã tránh mặt. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ À, tại văn phòng trung ương đảng hình ảnh bộ trưởng bộ quốc phòng mỹ mark sp gặp ông trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư tại trụ sở trung ương đảng cộng sản việt nam ở hà nội hôm 20 tháng 11 năm 2019 và để gần lại các bạn thấy rất rõ rằng ông trần quốc vượng là ủy viên bộ chính trị và thường trực ban bí thư hiện nay và ông nguyễn phú trọng là không có mặt ở đây Đấy. tại trụ sở của đảng cộng sản việt nam ông sp nói thêm rằng Hoa Kỳ cực lực phản đối hành vi vi phạm pháp luật quốc tế của Trung Quốc và yêu sách chủ quyền quá mức của nước này. Đồng thời ông công bố Mỹ sẽ cung cấp thêm cho Việt Nam một tàu tuần tra hàng hải vào năm tới nhưng không cho biết vào thời điểm chính xác. Thì như vậy ngay tại văn phòng Trung ương Đảng mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phòng Mỹ đã phản đối Trung Quốc và cực lực phản đối Trung Quốc như thế này thì rõ ràng là có lẽ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không ưa và không ưng hoặc là có một lý do nào đó mà ông đã tránh mặt À, đây là cái điều mà chúng ta cũng cần phải quan sát trong cả thời gian vừa qua, hơn 4 tháng liên tục tàu hải Dương 8 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam à, cũng như thăm dò ở đó. Nhưng mặc dù Bộ ngoại giao Việt Nam có phản phản đối và lên án rõ ràng, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng là một người chủ tịch nước và tổng bí thư không hề à, nói rõ ở nơi nước nào đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và ông dường như vẫn có giữ thái độ dè dặt trong vấn đề này và Việt Nam là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Châu Á lần thứ hai của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ trước khi đến Việt Nam ông Esper đã tới thăm Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines. Tất nhiên tuy không gặp được ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhưng như vẫn đã hứa và thỏa thuận trước đó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo sẽ tặng quà cho Hải quân Việt Nam là một con tàu cũ nữa và đây như vậy là đây là hình ảnh. Đây là hình ảnh tàu tuần duyên 48 tuổi vào năm 2017 mang tên Mockinghouse ờ, tải trọng là 250 tấn của Hoa Kỳ tặng cho Việt Nam đã được sơn sửa lại và thành cảnh sát biển số 8020, con tàu lớn nhất của Hải quân Việt Nam hiện nay, để gần lại chúng ta sẽ thấy rõ. Đấy. Và Hoa Kỳ trong đợt đi uh, chuyến đi này của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, ngay tại Văn phòng Trung ương Đảng thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố rằng là Hoa Kỳ sẽ tặng cho cảnh sát biển Việt Nam một con tàu tuần duyên mới để tăng cường an ninh tiến hành trinh, trinh thám giải cứu các hoạt động phản ứng nhân đạo. Đó sẽ là chiếc tàu thứ hai của Việt Nam đến từ lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ. Vào năm 2017, Hoa Kỳ sẽ đã chuyển một tàu lớp Hamilton cho Việt Nam. Hãng tin Reuters bình luận rằng, sau hơn 40 năm kết thúc chiến tranh, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày càng tập trung vào những lo ngại chung về sự bành trướng của Trung Quốc. Và với việc uh, cách đây không lâu, Hàn Quốc cũng đã tặng cho Việt Nam một con tàu nát, trên 30 năm tuổi bị hải quân nước này thải loại vì đã hết hạn sử dụng. Trước đó, sau đó Việt Nam có mang về để gò hàn sơn sửa và lắp thêm vũ khí mua lẻ từ các nơi về và trở thành tàu hải quân để bảo vệ đất nước. Thì với những cái hình ảnh này và với những cái tiềm lực của khả năng về hải quân của Việt Nam như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy rất khó khăn cho việc đương đầu với Trung Quốc trong thời gian tới. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã có cuộc gặp và nói chuyện với tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, nơi dưới quyền quản lý của ông Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, một người được cho rằng có đường lối cứng rắn với Trung Quốc. Và đây là hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark SP phát biểu tại Học viện Ngoại giao chiều ngày 20 tháng 11 năm 2019. Về quan hệ song phương, dẫn chứng câu chuyện hai bà Trưng, Bộ trưởng SP bày tỏ sự ngưỡng mộ với tinh thần tự cường bất khuất của dân tộc Việt Nam, như vậy rõ ràng nước Mỹ và người Mỹ rất hiểu Việt Nam và họ cũng biết rằng một người phụ nữ như bà Hai Bà Trưng uh, như những người phụ nữ như Hai Bà Trưng đã đứng lên để chống lại uh, quân xâm lược từ phương Bắc uh, thì hiện nay uh, những người khác những của Việt Nam như các tướng lĩnh hiện nay đang cầm quyền và cầm quân thì rõ ràng cũng phải nhìn noi gương bà. Ông SP nói thêm, chúng tôi sẽ không chấp nhận những mưu khẳng định yêu sách hàng hải bất hợp pháp trên sự bất lợi của các quốc gia tuân thủ Luật pháp khác. AP dẫn lời ông SP nói rằng trong bài phát biểu tại học viện ngoại giao Việt Nam như vậy, Hoa Kỳ kiên quyết phản đối hành vi đe dọa của bất kỳ bên nào nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền của mình và chúng tôi kêu gọi chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp và bắt nạt. Ông đã nói nhằm đến Trung Quốc và điều này rất rõ ràng và cụ thể ngay tại học viện uh, ngoại giao nơi sẽ đào tạo rất nhiều những nhà ngoại giao hàng đầu của Việt Nam trong thời gian tới. Và trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã tới nhiều nước ASEAN để bàn thảo về chiến lược của Mỹ tại Biển Đông và trong khu vực. Đây là hình ảnh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark SP bên phải và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Defin. Tại Manila, ông khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện các chiến lịch, chiến dịch tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông bất chấp những cảnh báo của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng hứa với Manila rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ và hiện đại hóa các lực lượng vũ trang và cải thiện năng lực hàng hải của Philippines. Và trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến vào năm 2016 thì Philippines đã có vụ kiện tại Biển Đông và Philippines đã chiến thắng và tòa trọng tài quốc tế đã bác bỏ đường lưỡi bò tức là đường chín đoạn của Trung Quốc. Và hôm 18 tháng 11 năm 2019, tại hội nghị các bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng, Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã gặp người đồng cấp Trung Quốc tại đó. Và đây là hình ảnh chúng ta có thể xem thêm. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark SP gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa bên lề hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ASEAN ở Bangkok vào hôm 18 tháng 11 năm 2019. Chuyến thăm bốn quốc gia châu Á của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ được thực hiện nhân dịp ông đến tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, viết là, tắt là ADMM Plus trong suốt chuyến đi, ông SP liên tục lên án hành vi bắt nạt và vi phạm pháp luật của Trung Quốc trên biển Đông, đồng thời kêu gọi các nước ASEAN chống lại những hành vi này và không để cho Bắc Kinh thao túng bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông, viết tắt là COC hiện đang được đàm phán. Và điều này rõ ràng là rất quan trọng đối với Việt Nam và các nước ASEAN vì bộ quy tắc này sẽ quy định những cái hành động và những cái phán xử trong thời gian tới trên biển. Cho nên việc ở Mỹ tham gia và ủng hộ những nước ASEAN không thể đơn phương chống Trung Quốc được mà phải cùng hợp tác để làm bộ luật này sao cho thích hợp nhất. Và Trung Quốc một mặt vẫn khẳng định chủ quyền trong đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò, trong đó bao gồm gần như toàn bộ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và bãi tư chính. Mặt khác, Trung Quốc luôn yêu cầu Việt Nam phải đối thoại song phương để giải quyết vấn đề chủ quyền này với Trung Quốc. Và đây là hình ảnh người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 11 tháng 19 tháng 11 năm 2019, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng Trong một thời gian dài, Hoa Kỳ đã nỗ lực phá vỡ sự ổn định và hòa bình trên Biển Đông bằng cách kích động, rắc rối và gây chia rẽ, và khẳng định thêm rằng các nước trong khu vực đã nhận thức sâu sắc về vấn đề này. Trước đó, Trung Quốc cũng đã ra tuyên bố kêu gọi Việt Nam đối thoại về Biển Đông và nói Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục giải quyết các tranh chấp trên biển thông qua đối thoại và đàm phán để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông thông qua các hoạt động thiết thực. Thì như vậy rõ ràng với những tuyên bố này của Trung Quốc thì họ vẫn luôn bảo vệ đường chín đoạn là đường lưỡi bò của họ và trong đó có toàn bộ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và bãi tư chính và họ yêu cầu Việt Nam phải đàm phán thì Việt Nam cho đến thời điểm này vẫn chưa đáp ứng cái điều yêu cầu này của Trung Quốc và để có chuyến đi thành công của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ tới Việt Nam thì có lẽ nhiều thỏa thuận hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Mỹ đã đạt được trước đó theo chiều hướng Việt Nam ngả dần sang Mỹ và các nước phương Tây để cân bằng quân sự với Trung Quốc. Nhưng nếu chỉ chờ đợi các nước tư bản thỉnh thoảng cho tàu cũ rồi đem tân trang lại dùng thì Việt Nam không thể tự mình đương đầu được với lực lượng hải cảnh, hải quân hùng hậu của Trung Quốc ngày càng mạnh lên. Đồng thời nhà cầm quyền Bắc Kinh vẫn hàng ngày hàng giờ thực hiện mưu đồ bành trướng bá quyền tại biển Đông. Điều này cho thấy Việt Nam chỉ còn cách vứt bỏ hẳn chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội để hợp tác chiến lược với Hoa Kỳ và các nước dân chủ tự do để bảo vệ được cho trên 90 triệu người dân của mình và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và nhớ bấm nút theo dõi của Youtube và Facebook Thời báo chấm để biết được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức